Ông tới chừng làm vua rồi ông đi mấy cái chùa đó, thì thầy chùa trụ trì nghe ông vua mới ra tới là trốn hết trơn, ra phía sau chùa trốn mất. Thành đó nói sao là cuộc đời này trống rỗng, nhưng không có ai mà đối xứng với trọng được hết. Ông là chú tiểu mà kinh điển ông coi hết, ông ngồi thiền đồ này kia, ông ít ngồi thiền nhưng mà kinh điển ông thuộc lòng hết. Bây giờ dí mấy ông thầy chùa, mà thầy chùa sau này làm sao có đủ như mấy thầy tu, bây giờ cũng đâu có giáo pháp gì. Mà gặp Mi Lan Đà thì chạy chết luôn. Ở đây người nữ Mi Lan Đà cũng nhiều quá, đi phá người ta là chết mộ luôn. Đó thì sau đó thì ông thầy ông mới xuất hiện, mà cái chuyện cũng thức cười lắm ạ. Thì thôi ông Na Tiên là mới sanh vào một cái gia đình Bà La Môn, nhưng mà tôi tới đây giờ chúng ta trả bài thôi, thì tôi nói hồi nữa thì ăn còn nữa thì nó ngon. Thì bây giờ chúng ta trả bài, thì cái này quý vị coi lại nhá. Con mắt sáu căn, sáu trần, sáu thức, thì chúng ta nên nhớ mắt tai mũi lưỡi thân thì thuộc về sắc thinh hương vị xúc và nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức. Thì cái này chúng ta nên nhớ mắt là sinh lý, căn đó, trần là vật lý, thức là tâm lý, nhưng mà tâm lý này của ngạ quỷ, tức là có một cái cảm giác lờ mờ. Lờ mờ cảm giác thì chúng ta có, đúng là cái này thì không có lạc thọ khổ thọ, mà chỉ có bất lạc bất khổ thôi, là cái cảm giác là vững dưng thôi. Chứ loài ngạ quỷ loài ấy mà làm sao mà có sự phân biệt hỷ lạc. Nhưng đây là một cái sự chuyển tiếp thôi, nếu không có vậy nó làm sao qua cõi người được. Thành ra chúng ta thấy trong kinh đó, thì cái thân của ngạ quỷ, thân súc sanh khó mà làm người được, bởi vì nó thuộc về không có tư tưởng, cho nên nó cứ lẩn quẩn trong cái vùng hỗn độn. Thì bên tu tiên kêu là hỗn độn, mà khi nào nó mới gặp nhau để mà nó làm thân người được? Vì thân người là phải căn trần thức này, ba điểm này phải gặp gỡ nhau mới gọi là xúc. Mà gặp gỡ là khó gặp lắm. Căn là một đống, một đống là điện tử, trần cũng là điện tử mà thức cũng là điện tử, nó quay mù như vậy. Mà khi nào ba cái này mới gặp nhau được? Điểm gặp gỡ của căn trần thức là xúc. Mình tưởng đâu bở. Thành ra trong kinh nói là manh quy phù mộc dị kỳ thường, tam giới nan đầu, nan nan tạo ngộ, vì thánh hiền thiết giáo mạt tha gia tôi không nhớ. Thì nghĩa là con rùa mù đó, 100 năm rùa đuôi á, 100 năm mới nổi lên mặt biển một lần, mà nó đi tìm mùa mù mà đi tìm cái bọng cây. Mà bọng cây trên biển là biết đi đâu, làm sao mà gặp được cái bọng cây? Mà bọng cây có một cái lỗ thôi, mà con mù, con rùa nó làm sao chung được trong cái lỗ đó, thì nó mới tiến qua được. Thì Đức Phật mới hỏi là các tỳ kheo, đất ở trong ngón tay của ta với đất quả địa cầu cái nào nhiều? Thì tỳ kheo nói Đức Thế Tôn, thì dĩ nhiên đất ngón tay con chút béo à, đất địa cầu quá lớn. Ông nói thân người nó cũng giống như cái đất trong móng tay, rồi thân của chúng sanh thì giống như cái quả địa cầu, không dễ gì được thân người đâu. Các con phải làm địa ngục vô gián hữu gián. Vì vô gián tức là chúng ta thấy đất đá, đời địa ngục hữu gián là có sự sống, là có cây. Mà có cây không phải là ngạ quỷ nha, chúng ta nên nhớ. Rồi cái cảm giác mới mượn cái gốc cây, cái rễ cây mới phát hiện ra sự sống. Thì sự sống này không phải là rễ cây, chỉ đây là cái cơ quan làm phát hiện cái cảm thọ của cây. Thành ra mấy cây mà lớn 100 cả trăm năm thì mình đốn cái chúng ta kêu là thọ thần. Sau khi chết là cái linh hồn đó là thọ cảm thần thức, mà chúng ta kêu kêu là thọ thần. Thì thọ thần nó còn sống, nó sẽ mang cái thân cây khác. Rồi từ cây nhỏ, từ cái bông,
cây nhỏ lên tới bông lớn, rồi lên cái cây cái già to, rồi mới lên cái loài thú nhỏ. Thú nhỏ là con kiến, con sâu, con ruồi, rồi từ từ mới lên rồi thú nhỏ là gà vịt, rồi mới lên tới heo cọp. Thì chúng ta thấy bao nhiêu kiếp, rồi con heo còn con cọp thấy là voi chúa voi ấy rồi mới lên thành làm người, thì chúng ta biết là bao nhiêu kiếp. Cũng như Xá Lợi Phất mà đi cất cái tịnh xá, cũng dòm thấy một bầy kiến ông đứng khóc. Rồi các cô độc mới hỏi sao mà ngài lại khóc. Ông nói tôi thấy bầy kiến này tôi khổ quá, 500 năm về trước nó là loài kiến, mà tới bây giờ 500 năm nó vẫn là kiến. Rồi chừng nào nó mới được mang thân người. Thì chúng ta thấy thân người là khó được trong tứ nan. Thành ra trong tứ nan là nhân thân nan đắc. Thiện duyên nan ngộ, thiện duyên còn khó nữa. Sanh ra đầy đủ căn lành, không có khuyết tật, mà lợi là được cha mẹ có đạo đức, mình có đạo đức, cả một vấn đề khó. Nhưng đây tôi thấy có người có đạo đức mà cha mẹ lại chướng duyên, không cho con tu, nó khó vậy đó. Một có người thì có đạo đức ở gần tỉnh xá mà lại không thích nghe pháp, trốn hoài. Thì tôi nhắc nhở nhiều khi là có nhiều người ghét tôi, thì tôi thấy tôi cũng hơi nản đấy. Tôi thì cái tánh tôi nói thẳng, thấy ai đủ điều kiện mà không tu thì tôi hay nói thẳng. Quý vị có khi bực mình với tôi, ông chết đi cho khỏe, còn ông là gặp cái ông cứ rầy hoài, gặp cái ông rầy. Thì tánh tôi là tôi muốn quý vị đều thành Phật, chứ thành trời tôi cũng không muốn. Cái chỗ kẹt đó đó. Còn quý vị thích thành trời, thành trời là giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời, tôi không chịu cái đó. Quý vị cứ làm phước đi, quý vị sanh vào cõi trời. Mà hãy trong cái phước thì quý vị thấy có cái quả ở trong đó. Trong ngày nào mà không có đêm, không có cái vụ đó. Trong cái phước nào mà không có cái quả ở trong đó. Chỉ có làm Phật thôi, chứ còn người trời là vì có đó luôn luôn. Thành ra tôi biết rồi. Mà quý vị thì thích làm trời, thích giàu sang quan quyền vua chúa, nhiều khi thích cho mình, thích cho con mình nữa, rồi mình chướng ngại cho nó tội nghiệp. Thành ra tôi thấy cuộc đời nó khó tu. Ngoài mặt pháp này, chỉ có mai ra Phật mới độ cõi này được, chứ còn tôi là không nổi. Thành ra tôi là chính đi cho nó sớm. Nhưng mà Phật tử nó thương mà nó hại mình, nó không cho mình đi. Nó cứ tụng kinh rồi nó hồi hướng, nó xin cho mình ở lợi hoài. Muốn như sư bà hay dù ông muốn chết là chết không được. Năm nay cũng 91 chứ này. Thì năm 88 là bà tính đi rồi, bệnh nhiều quá. Tôi lợi lễ bà, lời gặp bà đó, bà lễ mà bà lễ không nổi nữa. Rồi Phật tử bà tới 6-700, 7-800 cả nàng á. Tử nữ á, nó tới 5-6 cái tịnh xá, mỗi cái tụng kinh rồi nó hồi hướng xin cho bà ở lại. Tư tưởng mình tới tập trung mạnh quá, làm sao bà đi được. Nhưng ở lại thì bà bệnh một ngày thì bữa một tiếng bệnh, một tiếng khỏe, một tiếng bệnh, một tiếng khỏe, sống làm cái mốc gì nữa. Nhưng có cái điều là chắc bà đắc quả. Cái bệnh thì đau đớn thôi, một cái khổ là do tư tưởng. Mà chắc bà làm chủ tư tưởng được, tôi đâu có làm chủ được. Tôi bệnh rồi tôi khổ à, tôi phiền não à. Tôi nhắm Phật tử là tôi tụng chú á, đừng có xin tôi nó báo hại tôi là đau đớn chịu không nổi. Còn những người mà ta đắc quả rồi thì bệnh rồi bệnh như A-la-hán, người ta đâu có khổ. Mà tôi nhớ lại câu chuyện của Ngộ Đạo Quốc Sư là tôi lo đó. Trời ơi, chín kiếp mà là một pháp sư tới chín nước. Nước này là chín chư hầu mà phải đến nghe pháp cả mấy chục ngàn người, mấy trăm ngàn người. Mà khi có một móng một cái tâm danh lợi, khi ông vua ông đi bằng hai cái đầu gối mà dưng cái tòa trầm hương là cái một gã nó vô nó báo thù liền. Thì tất nhiên là tôi biết ông chưa đắc A-la-hán. Ông cũng khổ sở cho đến đi lên núi Cửu Lũng gì đó, lên ngay cây đó rồi lời cái suối mà giải quan, ông mới phát nước lên. Thì ông chịu tư một gã mới nói chuyện, thì chịu thố mới chịu đi. Ông mới chấm dứt cái đó là ông ở trên núi luôn, không dám xuống nữa. Mà không biết ông đắc quả gì, tôi nghi là có đắc thánh quả.
Nhưng mà chắc chưa bắt lại A-la-hán, mới bắt lại rồi đâu có khổ, đâu có nhức nhối. Nhức nhối thì có nhức, nhưng mà khổ dĩ nhiên là không khổ. Quý vị phải coi bài kinh 66 này, quý vị biết cái thân nó khác, cái cảm giác nó khác, cái tư tưởng nó khác. Hôm trước thì tôi giảng về tiến trình nuôi dưỡng, tôi giảng rất sơ là mẫu giáo đấy. Bây giờ tôi đi sâu hơn nữa, đi tới đụng cái tiến trình của A-la-hán thì mới thôi. Thành ra quý vị chịu khó muốn nghe bài giảng của tôi thì phải về nghiền ngẫm lại. Mà muốn biết quý vị hiểu hay không, tôi bắt trả bài. Mà trả bài không được cầm giấy nữa, phải ở trong A Lại Da quý vị ra. Tức là cái bài kinh 66 phải nhập tâm, tức là vào A Lại Da thức. Và nó đầy trong đó, nó tràn ra, quý vị dùng tư tưởng mà diễn tả thì đây là quý vị có nghiền ngẫm. Thì từ nay là khó à, cái bài trả đầu tiên thì dễ đó. Tới 10 câu hỏi rồi, trong này có 10 câu hỏi sẵn nữa. Thì quý vị tập làm. Hôm trước tôi có giảng, mà giảng từ 70% hả? Quý vị có thể coi lại cái bài kinh 66 cái đó là, thì như cô Như Nhật hay cô Hoàng thì có ghi lại, nhưng mà ghi theo cái tốc ký, nó sai nhiều chỗ. Còn ông Trương đó là ông có cái đĩa, ông nghe rồi ông ghi ý nguyên theo đĩa thì tương đối nó sáng tỏ hơn. À, tương đối nó sáng tỏ hơn, nhưng mà có nhiều chỗ tôi thấy ông ghi nó hơi lộn, làm như cái đĩa nó hơi chập chập lại nhau đó, thì ông ghi nó không rõ lắm. Nhưng mà tôi không khỏe, tôi không có sửa. À, thì thấy ông có Bạc Liêu, ông gửi lên, ông Minh Cảnh có photo thì tôi không biết, thì có thể coi cái đó, nhưng mà trả lời cũng chưa có chừng 70-80% à. Kỳ này là tôi giảm 100% đấy, vì phải đi sâu hơn. Thì tôi xin năn nỉ một lần nữa là quý vị phải ngồi thiền thôi, còn không là không thể hiểu bài giảng của tôi được. Bài giảng tôi là phải nghiền ngẫm và tập tu sống với cái hiểu biết của mình. Mà khi nó vào ai và lại ra rồi thì trước sau quý vị cũng sống được với nó thôi. Mà vào ai lại ra rồi thì nó bật ra ngoài tư tưởng sẽ trả bài được. Thì tùy theo ai làm được thì làm, mà không được thì cứ đến, mà không trả thì thôi. Cái đạo Phật là không có vấn đề bắt buộc, nhưng mà tôi năn nỉ, tôi dùng thêm danh từ cũng như bắt buộc. Nhưng bắt buộc có năn nỉ, tức là không có bắt buộc lắm, trả không trả thì thôi. Nhưng mà tôi muốn quý vị thành Phật, tôi nói thiệt, cái tâm tôi là không muốn quý vị ở cõi trời nữa. Thành đâu quý vị đến đây mà không trả bài, mà cúng dường tôi không có nhận nữa. Tôi có ăn xài cái gì đâu, tôi chỉ cần có cái trả bài. Thành ra khách Phật tử thập phương ở đâu lại đến mà tôi hỏi là thăm tôi, lễ tôi, muốn thấy mặt tôi nói thôi, tôi không có tiếp mấy người như vậy. Đến đây thì một là trả bài, hai là cầu đạo, có bao nhiêu đó thôi. Tôi muốn quý vị giữ tám giới, nếu quý vị đừng có một lôi thôi ở cuộc đời nữa. Nhưng mà tám giới thì chưa xuất gia đâu, 10 giới mới xuất gia. Mà có người nói bây giờ con chỉ sư chỉ con để con xuất gia liền. Tôi nói cái đó là tôi không biết rồi, bên tăng là tôi còn không biết được, bên ni tôi thấy ni bây giờ tiền bạc không à, mà tiền bạc tôi có gì ở ngoài đời sướng hơn. Tôi nói đúng, con nói vậy đúng rồi. Nếu mà xuất gia mà bắt đi bán bánh bò, bán mà bánh trung thu và bán tàu hũ nữa thì thôi, ở ngoài ngoài đời mình sắp xếp mình tu còn đúng hơn. Nhưng ngoài đời mà không có ai kiểm soát thì làm sao mà tu. Thành đã có một số tập thể tôi rất mừng, như Vĩnh Châu cô Mỹ vậy đó, bây giờ cô hội họp là 10 mấy 20 người niệm Phật ở nhà. Có thỉnh là mỗi tháng ngồi xuống đây rước sư về về trển. Tôi nói không ạ, à, cái đó tôi không biết ạ. À, đây là cô bắt chước ai cũng vậy, chết tôi. Tôi bây giờ không có như xưa nữa, hồi xưa tôi khỏe lắm, tôi đi bộ được, bây giờ tôi đi bác còn chưa được. Mà nó muốn té là nó té, à bây giờ nó ngộ lắm, nó đi là đi, nó muốn nhào là nó nhào thôi. Cái đầu tôi bây giờ nó không có điều khiển được xác thân nữa. Một Phật kính bạch sư, con trả đề bài kinh 66. Bài kinh 66 gồm có 6 phần. Phần thứ nhất là phần dẫn nhập. Phần thứ hai là trình bày kinh 66 và 36 pháp. Phần thứ ba là 36 pháp đều là vô ngã. Phần thứ tư là phần tập khởi và đoạn tận tham sân si. Phật thân kiến,
Phần thứ năm là phần tập khởi giai đoạn niệm sâm thân si. Phần thứ sáu là phần kết luận. Phần thứ nhất là phần dẫn nhập gồm có sáu chứng, là nói về một thở nọ, là nói về thời gian. Hai là nói về không gian tại tỉnh Xá Ngọc Vân, Hòa Thượng. Hòa Thượng giảng cho các Phật tử năm giới, tám giới, mười giới cùng 250 giới nghe, giảng bài kinh 66. Ý nghĩa bài kinh đưa đến giải thoát sơ trung hậu thiện. Hòa Thượng muốn Phật tử giải thoát quả nhập lưu, hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, quả dự lưu tối thắng. Phần thứ hai là trình bày kinh 66 qua 36 pháp, nói về sự chiều ngang gồm có 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ và 6 ái. Nói về chiều dọc gồm có căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là 6 nội xứ về bên ngoài, còn có 6 nội xứ về bên trong. Người 6 ngoại xứ gồm có sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Đó là 6 ngoại xứ. Cơ thức gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, gọi là 6 thức thân. 6 xúc gồm có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, gọi là 6 xúc thân. 6 thọ gồm có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, gọi là 6 thọ thân. 6 ái gồm có nhãn ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái và ý ái, gọi là 6 ái thân. Phần thứ ba nói về 66 điều là vô ngã. Nếu ai nói 36 pháp là tự ngã là không hợp lý. Vì sao? Vì đã sự thấy sự sanh và sự diệt của 36 pháp, do đó tự ngã hay chân ngã không hợp lý. Phần thứ tư là sự tập khởi và đoạn tận thân kiến. Nếu ai nói 36 pháp là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi thì tập khởi thân kiến. Còn nếu ai nói 36 không là tôi, không của tôi thì đoạn tận thân kiến. Phần thứ năm là sự tập khởi và đoạn tận tham sân si. Do duyên sáu ngoại xứ, do duyên sáu nội xứ phát khởi ra sáu thân thức, điểm gặp gỡ ba pháp là do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ gồm có ba: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc và bất khổ. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ, quan hỷ, tán thán, trú ở ái trước thì tham tùy miên sẽ tùy tân, bằng quán ngược lại thì tham sẽ đoạn tận. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn, than gian, than khóc, đập ngực rơi vào bất tỉnh thì sân tùy miên sẽ tùy tăng, bằng quán ngược lại sân sẽ đoạn tận. Nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà như không thật biết, sự tập khởi, sự vị ngọt và sự xuất ly ra các cảm thọ ấy thì vô minh tùy biên sẽ không tùy tăng, bằng quán ngọt lại vô minh sẽ đoạn tận. Phần thứ sáu là phần kết luận. Vị đa văn thánh đệ tử, do yểm ly 36 pháp, do yểm ly hiểu biết, ta đã hiểu biết, tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, từ nay không còn trở lại trạng thái này nữa. Tâm sáu các sáu chục vị tỳ kheo tính thọ đời Đức Thế Tôn giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Mô Phật kính bạch sư hết. Chỗ này có sáng tạo, cạo cái đầu đi làm sư cô là vừa. Đúng mà làm sư cô có quậy Phật pháp chết luôn. Dạ kính bạch sư, con xin trả bài kinh 66. Bài kinh 66 gồm có 6 phần. Thứ nhất là dần phần dẫn nhập, thứ hai là trình bày kinh 66, thứ ba là 36 pháp là vô ngã, thứ tư là sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến, thứ năm là sự tập khởi và đoạn tận tham sân si, thứ sáu là kết luận. Thứ nhất là phần dẫn nhập gồm có 6 phần. Một là thời gian, vào một thở nọ là thời gian. Hai là tại tịnh xá cấp cô độc gần Kỳ Đà thành xá vệ là không gian. Đức Thế Tôn giảng là người giảng, 1250 vị tỳ kheo nghe là người nghe. Bài kinh là 66, nội dung là giải thoát sơ trung hậu thiện, phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Hai là trình bày kinh 66 gồm có 36 pháp. Phần thứ nhất là 6 căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý căn là 6 nội xứ. 6 trần gồm có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là 6 ngoại xứ. 6 thức gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là 6 thức thân.
sáu xúc gồm có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, gọi là sáu xúc thân. Sáu thọ gồm có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, gọi là sáu thọ thân. Sáu ái gồm có nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái, ý ái, gọi là sáu ái thân. Con xin chịu, con xin trình bày theo chiều ngang là do duyên mắt, do duyên sắc trần phát hiện ra nhãn thức. Điểm gặp gỡ ba pháp này là nhãn xúc, do duyên nhãn xúc là nhãn thọ, do duyên nhãn thọ là nhãn ái. Do duyên tai, do duyên thinh trần phát hiện ra nhĩ thức. Điểm gặp gỡ ba pháp này là nhĩ xúc, do duyên nhĩ xúc là nhĩ thọ, do duyên nhĩ thọ là nhĩ ái. Do duyên mũi, do duyên hương trần phát hiện ra tỷ thức. Điểm gặp gỡ ba pháp này là tỷ xúc, do duyên tỷ xúc là tỷ thọ, do duyên tỷ thọ là tỷ ái. Do duyên mũi, do duyên hương trần phát hiện ra thiệt thức, phát hiện ra tỷ thức. Điểm gặp gỡ ba pháp này là tỷ xúc, do duyên tỷ xúc là tỷ thọ, do duyên tỷ thọ là tỷ ái. Do duyên lưỡi, do duyên vị trần phát hiện ra thiệt thức. Điểm gặp gỡ ba pháp này là thiệt xúc, do duyên thiệt xúc là thiệt thọ, do duyên thiệt thọ là thiệt ái. Do duyên thân, do duyên xúc trần phát hiện ra thân thức. Điểm gặp gỡ ba pháp này là thân xúc, do duyên thân xúc là thân thọ, do duyên thân thọ là thân ái. Do duyên ý căn, do duyên pháp trần phát hiện ra ý thức. Điểm gặp gỡ ba pháp này là ý xúc, do duyên ý xúc là ý thọ, do duyên ý thọ là ý ái. 36 pháp là vô ngã. Nếu ai nói 36 pháp là tự ngã, không hợp lý, sự sanh và diệt của 36 pháp đã được thấy, tự ngã chân ngã, sanh diệt, do đó không hợp lý. Sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là tôi của tôi, tự ngã của tôi là tập khởi thân kiến. Nếu ai quán 36 pháp là tôi, ủa là không tôi, không của tôi, không tự ngã của tôi là đoạn diệt thân kiến. Sự tập khởi và đoạn tận tham sân si. Do sáu nội xứ, do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ phát hiện ra sáu thân thức. Điểm gặp gỡ ba pháp này là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ gồm có ba: thọ lạc, thọ khổ và thọ bất lạc bất khổ. Sự tập khởi tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà hoan hỷ tán thán, trú ở ái trước, thì tham tùy miên sẽ tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào trạng thái bất tỉnh, thì sân tùy miên sẽ tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà không như thật biết, sự tập khởi và sự đoạn diệt, sự vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi cảm thọ ấy, thì vô minh tùy miên sẽ tùy tăng. Sự đoạn tận tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà không hoan hỷ, không tán thán, không trú ở, không ái trước, thì tham tùy miên sẽ không tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà không sầu muộn, không than van, không than khóc, không đập ngực, rơi vào trạng thái bất tỉnh, thì sân tùy miên sẽ không tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi và sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly ra khỏi cảm thọ ấy, thì vô minh tùy miên sẽ không tùy tăng. Kết luận, vị Kỳ Đa Văn Thánh đệ tử Yểm Ly 30 điểm đệ tử Yểm Ly, do Yểm Ly các vị đã giải thoát, do giải thoát hiểu biết, tuệ tri sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm sanh xong, từ nay không trở lui trạng thái này nữa. Các tâm các vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Tâm 60 vị tỳ kheo đã được giải thoát ra khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Rồi thì nếu ai quán 36 pháp là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, sẽ tập khởi thân kiến, và ngược lại là đoạn diệt thân kiến, thì cũng được vậy, nó gọn ha. Thì vậy cũng được.
Còn tập khởi tham sân si cũng vậy. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà quan hỷ tán trú ở ai trước thì tham tì miên sẽ tị tăng. Và ngược lại thì tham tì miên sẽ đoạn diệt. Thì nó gọn, khổ thọ cũng vậy. Sọ nguồn tan gian tan cốc đập ngực rơi vào bất tỉnh thì sân tì miên sẽ tị tăng. Và ngược lại không tì tăng. Nhưng mà nhớ tới bất lạc bất khổ thì khái ra. Mà không như thật biết, mà hãy như thật biết thì lại không tùy tăng, mà như thật biết thì nó sẽ tùy tăng. Thì cái này quý vị phải để ý đấy, bất lạc bất khổ thọ mà không như thật biết thì sẽ tùy tăng, mà như thật biết thì chấm dứt cái tùy tăng. Thì mà phải ý chỗ đó đó. Thì cổ có cái sáng sáng tạo đó chị hay, nhưng đừng có bắt chước cổ. Bắt chước cổ có vấn đề ở đầu đó thì tâm mấy đâu bắt. Còn tại tỉnh xá Ngọc Dân rồi ông Sư Khang giảng về không không gian, là người giảng là Sư Giác Khang, Hòa Thượng Giác Khang. Đừng có bắt chước cái này. Đồng bày ba, thành ra quý vị thấy là tại sao mà Đức Phật không cho người nữ xuất gia là cái chỗ này. Thì tôi gửi cho quý vị suy gẫm thêm lý do gì mà Đức Phật không cho người nữ xuất gia. Nhưng ông A Nan cũng bực, nói bạch Đức Thế Tôn, chứ người nữ xuất gia có đắc thánh quả hay không? Vì mục đích của đạo Phật là đắc thánh quả, là chấm dứt luân hồi sanh tử, là giải thoát khỏi tam giới, chứ không phải là cầu về phước báo người trời. Thì Đức Phật nói người nữ xuất gia còn dễ đắc thánh quả hơn người nam. Tại sao vậy? Nhưng mà nào không có hỏi thêm, để chấm chấm cho quý vị dấu hỏi, quý vị tự trả lời lấy. Tại sao người nữ xuất gia dễ dàng đắc thánh quả hơn người nam mà lại không cho người ta xuất gia, là lý do như thế nào? Thì hồi nãy là cô Lộc gì đó là biểu diễn một phần ở đó để chúng ta biết tại sao Đức Phật cấm cho người nữ xuất gia. Nhưng mà tại sao A Nan hỏi có đắc thánh quả hay không, thì ngài nói dễ đắc thánh quả hơn người nam, thì nó có mâu thuẫn hay không? Thì mà đi sâu vào đó mình sẽ biết. Thì bài kinh 66 này trả lời hết những câu hỏi đó. Thì bây giờ chúng ta trở lại bài kinh 66, tôi giảng thêm một chút nữa. Quý vị về suy gẫm thêm. Chỗ 6 căn, 6 trần, 6 thức. Thì bên tiểu thừa đó thì không phải là ý căn, là cái óc. Cái óc tiếp xúc với pháp trần phát hiện ra ý thức. Thì chúng ta phải hiểu cái óc đây là chưa có dây thần kinh. Thật ra thì thôi nãy nói đó, sáu căn, sáu trần, sáu thức, thật ra không có mắt sắc trần nhãn thức, không có tai thính trần gì hết. Đó là một đống của nguyên tử, hay một đống của chủng tử thiện, chủng tử ác, hay là của điện tử âm dương theo khoa học. Đây là một số hỗn độn theo lão tử. Thì nó đâu có cái con mắt hay sắc trần nhãn thức gì, nhưng mà qua tới ý xúc thì bắt đầu có. Vậy ý xúc là con người bắt đầu có ý chí, thành ra ý chí là quan trọng nhất trên con đường giải thoát. Mà chính ngoại đạo không hiểu được nhân quả và nghiệp, ý chí tức là nghiệp, thành ra có câu chuyện của thần như nhất nhất gì ông nhất gì ông cái gì ông có cái thanh quy của rồi thì ông lập ra cái thanh quy của đạo nhất đó, thì Bách Đường đó, thì ông trước đó trụ trì tại cái núi đó, ông làm trụ trì mà bị đệ tử hỏi một câu mà ông trả lời không không xong, rồi cái đó nó cứ gặm nhấm ông hoài, ông không thể làm người được, phải làm con cáo già. Cáo già ý nghĩa nói là chuồn nói láo. Hỏi bạch thầy, chớ bậc đại tu hành, tức là người đã chứng đắc, có lọt vào nhân quả không? Thì ông nói bất lạc nhân quả, mà ông bỏ 500 kiếp làm cáo già không thoát được. Hết giờ, 4 giờ. Thì
Sau đó đó thì nhờ Bách Trường đó trả lời. Bách Trường đó ông hỏi lại đi. Thì nói bậc đại tu hành có lọt vào nhân quả không? Ông nói bất mùi nhân quả. Thì tôi thường nói là bất ly nhân quả. Thì chữ mùi là không mê mờ, tức là thấy một cách sáng tỏ về nhân quả. Thì tôi là không dính mắc vào nhân quả, chứ không phải là thoát khỏi nhân quả. Mà nhân quả tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức, cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nằm ở trong nhân quả. Thì khó mà lên tới cõi người được, bởi vì nó cứ lẫn lộn ở trong. Khi nào có ý chí đó thì bắt đầu mới có cải sửa. Mà có cải sửa thì mới có con mắt, có sắc trần, có nhãn thức. Mà chính do cái sự cải sửa này chúng ta mới bắt đầu khổ đau. Thành ra chúng ta thấy đạo Phật dường như mâu thuẫn. Thật sự ra loài thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula chưa có khổ. Hay đúng là không biết cái khổ. Ở trong khổ mà không biết mình khổ thì cái đó mới nặng nhất. Thành ra có Phật tử con làm chỗ đó, tôi nói rằng khi mà đau quá thì không còn biết cái đau nữa. Nghĩa là người ngu mà không biết mình ngu thì không có khổ. Mà nói vậy thì con làm vật vô tri vô giác sướng hơn chứ. Cũng như xác thân mà mình đau, mình biết mình đau. Còn khi mà đau nặng quá thì không còn biết cái đau nữa. Cũng như quý vị lấy nghe nói bị kìm kẹp đó. Tôi nghe mấy người ở tù nói là khi mà phạt mà kìm cái da thịt nào đầu thì nó đau lắm. Mà tới chừng nó đau quá xá rồi, không còn cảm giác nữa, không biết đâu. Thì họ nói không biết đâu thì sướng chứ. Tôi mà không biết thí dụ sao, tôi suy nghĩ tôi mới trả lời. À, vậy thì thôi được sướng. Không có cảm giác đau thì sướng phải vậy không? Bây giờ cho bà bán phân đất tội, nửa thân mình không còn cảm giác nữa, bà chịu không? Nói trời ơi, bán thân đất tội, nửa thân mình cảm giác làm sao mà sung sướng được sư? Sao bà nói là không cảm giác là sướng nhất? Mà nếu mà toàn thân bất tội rồi thì vô là tiêu rồi. Thành ra mình thấy những người mà sống trong đau khổ mà không biết thì Đức Phật thương hại mà cứu không cứu ra được, thương mà không thể cứu được. Chẳng hạn như hai người bạn mà tôi thấy là một người sanh về cõi trời, một người sanh vào con cái thùng phấn làm con dòi. Thì ông kia đi kêu thì nó nghe, nói ai đó, nói tôi là bạn với anh, tại sao anh xuống như này? Con dòi vô giấy anh ăn ba mấy phần, mày đi chỗ khác. Tao xuống muốn chết, tao hưởng ngủ đồ ăn đầy nhóc trong này mà mày nói tao mới đi, tao không cần. Nó anh quên, anh ở trong thùng phấn, ba mới đồ ăn của anh là phấn cứt của người ta không. Ông nói tao không cần, mày đi chỗ khác. Thì nó co nghe, nó cảm thấy lạc tỏ hỷ lạc ở trong cái thùng phấn đó. Mấy người đó là không thể độ được, Phật cũng chịu luôn. Thành ra khi mà biết mình khổ thì những người này mới có thể thoát khổ được. Còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, khó mà thành người được, bởi vì nó không chịu tiến hóa được. Thành ra Đức Phật nói làm con người đó là khó gặp, thân người khó gặp. Thì quý vị hôm nay được thân người là bà biết bao nhiêu kiếp là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh rồi. Rồi mai nhân duyên mới có ý chí, mới có nghiệp. Thành ra nghiệp khác với nhân quả. Bốn đường ác này, sáu căn, sáu trần, sáu thức này là chưa có nghiệp. Thành ra giữ nghiệp nhân quả quý vị phải nhận cho rõ. Tôi từng giảng điện hoài đó, loài thú nó không bao giờ hiểu biết cải sửa. Con chim mà làm ổ là 100 năm về trước, bây giờ quý vị hỏi là ông bà cha mẹ cũng vậy thôi. Con người không có, ăn lông ở lỗ rồi bắt đầu tiến quá một tầng, hai tầng, bây giờ cả trăm tầng, bây giờ tính lên trên mặt trăng cất nhà lầu trên đó nữa. Thì chúng ta biết con người nó có một cái ý chí, biết sự tính toán, biết sự đắn đo, biết sự uống lưỡi bảy lần trước khi nói. Nhưng mà người chưa bằng cõi trời dục giới. Trời dục giới có kinh nghiệm. Thành ra tôi phục cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm chia rất hay. Người là năm tưởng năm tình, tình đây là sa đọa. Người nữ sống về tình nhiều, cái tưởng ít. Người nam sống về tưởng nhiều mà tình ít.
Mễ thường tưởng thì tất thăng, thăng chứ không phải là giải thoát. Tới mà cõi tứ thiền sắc giới hoàn toàn 100% là tưởng, thì cõi này là thông minh nhất. Nhưng mà chính cái thông minh chướng ngại con đường giải thoát. Con người thông minh thì khi Phật tánh, Phật tánh con không coi ra gì, phấn bằng với túi thôi. Thì tứ thiền là chúng ta có ngũ thông dễ dàng. Tứ tỳ kheo, thiện tịnh tỳ kheo thì trong kinh viết ông nhập tứ thiền thì ông thấy an lạc vô cùng. Thì Đức Phật nói tứ thiền này không thiệt, con hãy qua La Hán thì mau. Ông không tin, ông nói tôi sung sướng quá trời, còn có gì bằng tam thiền mà còn thua tứ thiền. Tứ thiền là còn sắc thân mà có lạc thọ, có thọ không thèm, đi vào bất lạc bất khổ. Tới chừng mà ông xả ra ông đi xuống rồi, tới chừng bệnh ông nhập lại nhà không được, nó đau đớn chịu không nổi. Ông là cái ông cầu đàm nói dốc, làm cái gì có nước bạc. Ông nhập lại tứ thiền không được, được tứ thiền thì đâu có khổ nữa, bất lạc bất khổ thọ. Mà nhị thiền cũng còn chút ít, còn sơ thiền với người trời dục giới vẫn còn cái khổ thọ. Ông là trời nói cái ông cầu đàm nói dốc, rồi ông chết đổ xuống địa ngục. Thì chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Đề Bà Đạt Đa cũng có năm thông, nhưng mà hại Đức Phật là nó mất cái thần thông rồi cũng xuống địa ngục. Thành ra chúng ta thấy rằng cõi trời dục giới sắc giới là cõi cao nhất. Nhưng mà khi bậc thánh, khi Phật tánh cho nên mất cái thần thông. Thần thông mà có nhập thì có, mà khi xả ra hay là quá tải thì vẫn mất như thường. Thành ra tôi không muốn quý vị ở cõi trời là chỗ đó. Quý vị làm tiền nhiều, quý vị bố thí cầu phước báo thì vẫn có phước báo. Ai bằng Lương Võ Đế, quý vị bố thí đâu bằng ông vua. Thế mà ông cũng vẫn xa đọa như thường. Mà nếu ông chịu tu là ông đắc quả. Mà chịu tu là phải bỏ ngôi vua, làm sao bỏ được. Ngay quý vị bây giờ làm tiền nhiều đó mà quý vị bỏ, quý vị cũng còn tiếc. Có nhiều cha mẹ thấy con mình làm tiền nhiều quá bỏ cũng không chịu. Mà ông vua bỏ thì 100 ông đắc quả 100 thôi, bị ổn hưởng đầy đủ rồi. Thành ra Việt Kiều và ngoại quốc nó gì, nó tìm miền Nam này để Việt Nam nó để nó tu, bị nó chán ngấy vấn đề vật chất rồi. Còn ở miền Nam Việt Nam mình hãy có nước ở bên Đông Á này thì lại muốn nghe Việt Kiều ham về bển hưởng vật chất. Ở bển thì làm một ngày 8 tiếng, còn thì giờ đâu nữa mà thám thiện, còn thì giờ đâu mà quán xét, phải không có lộc? Thì về Việt Nam mới thấy cái sung sướng của con người ít vật chất. Mà ít vật chất thì nhiều tinh thần. Tinh thần hưng đó, thì vật chất suy đồi. Mà vật chất hưng thì tinh thần phải suy đồi. Mà chúng ta sống là sống tinh thần chứ đâu phải vật chất. Vật chất thì có mất, có hưởng thì có hết. Còn tinh thần là cái linh hồn thì bất diệt, còn mãi. Mà ngay bây giờ mình không nhận được nó thì rất là uổng. Nhưng cái pháp môn tịnh độ rất hay cái chỗ đó. Nếu mình không đắc thánh quả ngay kiếp này, bị thánh quả rất là khó đắc. Tôi đọc cái này rồi mình thấy thấy là khó đắc. Thân người là khó rồi. Rồi sau này tôi giảng qua cái nhãn xúc, rồi nhãn thọ nữa. Quý vị mới thấy là chỉ có nhãn thọ, có sự trăn trở mãi ra hòa mai mới nhận được cái bất tử. Nghĩa là phải có đủ điều kiện, có hoàn cảnh thuận tiện, rồi nhập vào đó. Nhất là nhị thiền. Bây giờ tôi thấy tôi còn chưa nhị thiền. Thiền sắc giới đó, tôi có vô 7, 8, 9 tiếng, nhưng mà cái đó là cõi trời dục giới thôi. Chừng nào nhập 7 tuần, 7 tháng, 7 năm, 70 ngàn năm thì cái đó mới gọi là nhập. Còn bây giờ có 7, 8 tiếng, 8, 9 tiếng rồi xả ra cũng ăn uống như thường. Cái đó là không có ăn uống, không có tiêu tiểu. Người ta ăn bằng cái hỷ lạc, ít nhất cũng là 7 tuần lễ, 7 ngày. Tức là 7 ngày không ăn uống là có vô thiền rồi. Cũng như thầy Thông Lạc đã vô. Nhưng mà cái đó không phải là Phật, mà cái đó qua Phật thì tương đối mau. Còn mà cõi người chỉ trời dục giới thì khó qua, có thể được.
Nhưng mà phải có một cái hoàn cảnh thù thắng. Thì tôi đã hoàn cảnh thuận tiện nhất là tôi không không có làm gì hết. Tối ngày tôi đi xin ăn rồi tôi ngồi thiền với tôi coi kinh. Thành ra quý vị lầm tưởng là tôi đắc quả là ai. Còn thật sự là tôi chưa biết tôi đắc cái gì. Nói thật sự đối với vị là tôi không tính tới. Càng đi sâu mà càng sâu mình. Trời ơi, những cái tập khí từ từ kia, và khi mình thanh tịnh rồi nó hiện lên tùm lum. Rồi mình thấy mình sợ thì mình phải cải sửa. Mình phải lặng lẽ nhận nó. Mà lặng lẽ làm sao nhận được, không nhận được. Thành ra trong cái kinh đó nói rất hay. Và cái bài mà Phú Lậu Na Xá Lợi Phất rất là hay. Phải lấy cái tư tưởng thiện đuổi tư tưởng ác. Rồi bây giờ mới tư tưởng thiện không mới chặt đứt cái dây xìa. Thì ở trong Phú Lậu Na cũng y vậy. Giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh mới kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh là mới đổi cõi trời thôi. Tức là cái thức mình trong sáng, nhị thiền, tam thiền, đó mới là cái kiến thanh tịnh. Thấy được các pháp mà thấy lờ mờ thì mới trăn trở lấy cái thiện mà đè tư tưởng ác lại. Bởi vì tư tưởng là chánh, thân khẩu không ăn thua gì. Mà tư tưởng ác nó lấy lừng thì làm sao nhận được cái Phật tánh được. Cái sống mà nó lên cao, nó là sống thành, hoặc là nó sống mà nó động, thì làm sao mà nhận được cái nước biển được. Thì làm sao cho cái sống nó nhẹ bớt, đừng có lên cao, nó chỉ còn lăng tăng thôi, thì khỏi cần nhận cái dòng nước nó hiện liền. Thì chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu, rồi nó còn lăng tăng mới chặt đứt cái dây xiềng. Tức là từ cái sống lăng tăng mình nhận thấy cái dòng nước thì không còn dính mắc cái gì hết. Mà cái đó là cả một vấn đề. Làm sao có tư tưởng thiện được thì phải giữ giới cho kỹ. Phải sống nhất là cái hoàn cảnh chung quanh, phải giúp đỡ cho mình. Thì nhờ có hoàn cảnh mà giờ tôi ăn mặc ở vĩnh là nhờ Phật tử không? Nhờ tất cả mọi người. Mà Phật tử đau khổ thì tôi làm sao yên được? Phật tử tới đây vậy là Phật, mà ra khỏi là ma thì tôi chết rồi. Tôi cũng còn đau khổ, tôi còn phiền não. Sống là sống chung hết tất cả. Tôi nhờ Phật tử, Phật tử phải nhờ tôi. Mà tôi giảng thì nghe tôi mừng. Nhưng mà gặp tôi thì như là Phật, mà ra cõi thì là ma. Thì chúng ta phải hiểu chỗ đó. Kính tôi thì quý vị cố gắng giữ giới, cố gắng đùm bọc lẫn nhau. Cái tâm là quan trọng, còn tiền bạc vật chất là cái phụ thôi. Cái danh là cái phụ, cái lợi là cái ác. Mà chúng ta vì cái danh mà chúng ta không nghĩ tới cái đạo quả của mình. Mà tôi có lỡ mà nói về vấn đề mấy người mà không giữ giới tôi thì tôi bực cái đó. Tôi nói thiệt. Tránh tôi thì đừng có thơ son dội phấn, kẻ chân mài đừng có sức dầu thơm nữa. Có đúng là dầu hôi nhưng dầu thơm tôi chịu không có nổi. Nó mất tiền nhưng mà tôi chịu có mùi đó không nổi. Không phải là tôi sợ cái mùi đó, mà tôi sợ tôi. Nó ghiền. Tôi lánh được tôi mừng quá đi, rồi thời gian nữa rồi tôi hửi hoài, cái tôi dính mắt là tội nghiệp cho tôi. Cái đời tôi là tôi muốn tránh những cái đó. Mà bây giờ nó chưa có quen, mà nó quen rồi nó ghiền. Nó ghiền thì tôi sẽ luân hồi thôi. Thành ra cái giới lực là cấm những cái đó. Thành ra quý vị đến tôi mà kính tôi, quý vị đừng có sức. Mà sức thì đứng dưới gió, đừng đứng trên gió, tội nghiệp cho tôi. Tôi không phải sợ những cái mùi đó, mà tôi sợ tôi. Tôi nói thiệt, bây giờ tôi chưa có tin tưởng tôi. Càng đi sâu vào tôi thấy con người tôi nó phức tạp vô cùng. Mà tôi biết là trực nhận thì nó ra. Nhưng mà làm sao trực nhận khi mà cái Phật tánh mình yếu. Thì phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi nó, mà đè nó xuống. Mà tư tưởng tốt thì không bảo đảm đè tới cái có cái hay quá tải thì nó bực lên thì nó chết nữa. Đè cho tới chừng nào còn tư tưởng tốt thì bây giờ phải trực nhận. Làm cho cái Phật tánh nó mạnh lên thì sao tư tưởng từ tốt xấu gì nó cũng nhận được hết. Thì cái đó phải qua bất lai a la hán. Thành ra quý vị bây giờ cố gắng mỗi người tự trở về với mình, đừng có tin tưởng ở tôi.
Tôi còn không tin tôi, quý vị tin tôi làm sao được. Thì tôi hết cái nghiệp quý vị để tôi tự do đi, đừng có cầu tôi ở lại nữa, tôi không làm gì được đâu. Tôi giảng vậy là hết rồi đó, quý vị nắm cái đó quý vị cứ đi thôi. Còn tôi ở lại thì tôi đau nhất rồi, cái tư tưởng tôi nó phát hiện đó, tôi chưa có làm chủ tư tưởng được. Nhưng sư bà thì có thể, còn tôi là không biết sao. Không? Thì quý vị đo bài kinh 66 này quý vị coi đó. Rồi nhất là ý căn thì nó khó nhất đó. Ý căn như tôi nói nãy mới đầu đó, về ngục ngạ quỷ súc sanh atula, thì đó là cái óc chưa có dây thần kinh. Thì tất cả những cái này, sáu căn sáu sần sáu thức là một số điện tử lộn xộn thôi, hỗn độn. Rồi khi mà có sáu, có ý xúc, tức là ý chí bắt đầu phát hiện, có nghiệp thì bắt đầu mới cải sửa lại, mới có sáu căn sáu trần sáu thức. Mà bài kinh thì đâu thể dứt hỗn độn được, thì phải dứt theo cái cõi người. Thành ra mới đề là ý căn. Thật ra là cái này là cái đầu, cái óc. Rồi khi có ý xúc thì mới kêu là ý căn. Ý căn là sao? Là dây thần kinh óc. Mà dây thần kinh óc đó thì là mặt na, là nghiệp. Nó cung cấp chất liệu cho ý xúc. Thì chúng ta nên nhớ cái ý thức này đó, nó có hai phần. Một phần đó là ở bên trong, do ai lại ra ý thức moi ra cung cấp cho nó. Còn cái phần ý thức đầu này là chưa có, chỉ là một cái hồn nhiên mà nó rọi rõ thôi. Cũng như là mắt sắc trần nhãn thức, thì tôi mới nói cái mắt này nó nhận lấy cái sắc trần, tức là nhận lấy một số hỗn độn, rồi mai ra nó gặp nhau thì mới có bắt đầu là nhãn thức. Nhãn thức cũng là một khối hỗn độn thôi, chúng ta nên nhớ chỗ đó. Mà khối hỗn độn thì nó sống rất hồn nhiên, nó không biết khổ đau buồn chán, giống như con dòi ở trên đống phấn vậy. Trong kinh ví dụ mà phải, mà cũng chưa phải là con dòi. Con dòi là có hình tướng rồi đấy. Thành ra quý vị phải ngồi thiền cho sâu, rồi quý vị tự nhiên quý vị hiểu thôi. Chứ giờ tôi diễn tả ra thì nó chật lắc à, nó không đúng lắm. Nhưng mà có thể quý vị vuông đầu cái diễn tả của tôi, cũng trong kinh đó, quý vị suy gẫm, quý vị hiểu. Tôi cũng nhờ có cái này tôi suy gẫm tôi hiểu, rồi tôi nói chắc quý vị không hiểu. Thành ra tôi bắt buộc quý vị phải học thuộc lòng, rồi kế đó phải ngồi thiền. Mà tôi thấy ngồi thiền quý vị cũng không ai đi, rồi đi thì lộn xộn. Mà tôi thì không có tài tổ chức, tôi đã nói trước rồi. Tôi giảng pháp thì tôi nói thao thao bất tuyệt gì đó, chứ tôi chưa sống được. Và nhất là hướng ngoại thì tôi là con số không, tôi thua quý vị xa lắm. Tôi còn phải học hỏi quý vị về cái thuật xã giao ngoài đời. Tôi có nói, tôi nói thiệt vậy, tôi có biết xã giao là sao đâu. Tôi đi đâu mà đi tiếp xã giao với ai, tôi thấy tay chân tôi dưng, không biết làm cái gì. Nói chuyện tôi không biết nói cái gì, mà nói chuyện đời tôi có biết cái gì đâu. Mấy chục năm trong này rồi tôi chả biết điện thoại di động, điện thoại bàn gì tôi cũng chả có, đĩa gì tôi cũng chẳng biết bắt đâu gì hết. Tôi là ông sư dốt. Nhưng mà tôi biết là nếu không đi như vậy hướng ngoại thì cái tâm mình nó tạp niệm. Cũng như quý vị giờ muốn tu đâu phải dễ tu, hướng ngoại đâu quen rồi. Mà hướng nội thì giữ giới. Mà giữ giới bây giờ làm sao giữ được, thời buổi này làm sao giữ. Nội năm giới là quý vị giữ không nổi đâu. Tôi bây giờ cũng khó giữ giới. Một nhà sư giữ giới là phải đi hành đạo. Cái tịnh xá này sư trưởng nói là để người già người bệnh ở, cái người mạnh khỏe là không ở. Còn tôi bây giờ tạm ở được vì tôi già rồi, rồi bệnh tật nữa, chứ hồi còn khỏe là phải đi hoài. Cứ đi thì nó giải thoát đó, nó không dính mắc cái gì hết, không dính mắc Phật tử. Ở 5-7 bữa một tháng là đi chỗ khác Phật tử mới rồi. Rồi xin ăn là cấm ngồi một ăn hai lần một chỗ ngồi, chỗ đó ngồi mai phải ngồi chỗ khác. Cấm ngủ hai lần một chỗ, cấm ngồi thiền hai lần một chỗ. Thì tất nhiên là cảnh mới lạ hoài. Rồi nhờ cái đó cái tâm mình mới nhận được cái bất tử này mới lạ. Chừng đó khỏi đi đâu cũng được, thì cái đó phải là lạ. Thì nhìn cảnh vật luôn luôn là mới lạ. Mới lạ là cái gì? Là một cái khối hỗn độn đó.
Cái này cô Khánh Hồng có thường hỏi tôi, con tu hoài mà con có thấy mới lạ đâu. Tôi nói con đi chơi cho đã đi, thấy mới lạ. Cái không giữ giới là xả do tùm lum. Trời ơi, cái điện thoại di động một ngày cô bắt mấy chục lần á. Tôi nghe ông tiện khoa đâu, cũng không có yên sự ơi. Cái điện thoại cái động kêu cổ hoài. Cái điện thoại đã hại chết chúng ta. Mấy người buôn bán thì rất cần, còn mấy người tu thì thôi, nếu không được thì đừng có tiếp xúc nó, hoặc là bớt một chút. Mình tắt máy tắt gì đó, nghe nó khóa vậy đó thì thôi. Còn tôi là muốn kiếm tôi cũng không biết đâu mình kiếm nữa, cứ kiếm Phật tử thôi. Thì quý vị nhớ cố gắng làm sao giữ giới cho kỹ. Mà giữ giới cho kỹ thì bớt ăn xài một chút. Vì cái miệng, cái thân nó kiện cái tâm mình, làm cái tâm mình tập niệm hoài. Mày tích tích tè tè, đúng là vô đây đó là quý vị điện thoại di động là phải khóa lại hết đó. Nếu không là mất lịch sự đó. Tôi thấy mấy chỗ họp đó, tôi đi họp mấy lần đó, thì bắt đầu lên trước khi họp là tôi nói về điện thoại di động rồi. Ai có là khóa lại nha. Tích tích tè tè người này chạy ra, vô cái tích tè tè người khác chạy ra. Rồi đơn ca tùm lum trước khi nó báo động. Thì quý vị phải biết cái đó. Bớt một chút, bớt hưởng thụ một chút, bớt phương tiện đầy đủ một chút. Không phải tôi biểu đừng phương tiện, không phương tiện làm sao sống. Nhưng mà vừa phải thôi. Quý vị có buôn bán, có mở cửa hàng lớn này kia đó, có làm cái công ty giám đốc rồi thì quý vị phải có điện thoại di động thôi. Nhưng mấy người đó là không tu được. Thành ra quý vị thấy giới thứ sáu không người cái cao làm vận động là người nào làm vua là không thể giữ giới sáu giáo giới được. Giới thứ bảy không nghe xe mát múa đờn kèn, người nào làm quan là không thể được, phải đi ăn đám ngoài. Giới thứ tám là không trang điểm, người nào giàu có là không thể được, đeo vàng mặc đồ tốt này kia. Nhưng mà đó cô không điên trả, tôi nói cái nó bỏ, nó hay, nó không giận. Mình nên đâu có cái gì đâu, buôn bán cái gì đâu mà đeo vòng vàng một đống thì nó chặt lấy cánh tay mình, có thu quán gì đâu. Cũng như bên Tây Tạng, trời ơi, ông Phật bằng vàng không à, cả mấy cái chùa cũng làm bằng vàng nữa. Rồi sao? Trung Quốc, Mao Trạch Đông đem quân và đánh lấy, đem mấy ông vàng về bẻ tay bẻ chân nấu chảy hết. Tại sao người tu mà còn có vũ, tôi có không hiểu. Vì cả cái nước họ là núi không, mà ở dưới đó toàn là vàng khối không. Họ đào lên họ là ông Phật bằng vàng. Bên Cao Nguyên Việt cũng có một cái chùa bằng vàng. Tôi có đi qua đó một lần. Ở dưới lót gạch bằng bằng bạc không à. Mình nói đây là tôi không chịu đồ quý. Phật tử vẫn mua vô, nó lấy hết thì thôi. Mình nói chúng ta nên nhớ muốn thật tu đó thì phải làm sao thì cuộc sống nó đơn giản lại. Ngồi thiền nó yên. Còn quý vị có tiền quá thì tối quý vị đóng cửa mà con mèo nó nhảy cái trời ơi ăn trộm nó vô, phải đi khỏi đèn rồi làm sao mà ngồi. Còn điện thoại di động mới ngồi bắt già nó kêu tít tít tè tè phải đi mở được. Thành ra thời buổi này tôi nói không thể tu được. Người trời cũng khó đừng nói nhập lưu. Mà nhập lưu mới gì cỡ năm giới gì không giữ được, mà người với trời dục giới mà khó qua nhập lưu được, ít nhất cũng phải qua sắc giới. Vậy thì nói tóm lại là tôi xin nhắc nhở quý vị coi là cái bài này tôi thấy quý vị thuộc rất hay, tôi rất tán thán. Nhưng mà nếu quý vị tóm được muốn cho ngắn đó, thì nó đòi như con lọc vậy đó, thì nói như vậy được. Là ở trong này nó có như cái chỗ mà nếu ai quán 36 pháp là tôi của tôi, tự ngã của tôi, tập thổi thân kiến. Và nếu ngược lại thì đoạn diệt thân kiến, mình có thể nói vậy được. Còn như mà nãy nó không có nói cái này, nhưng mà nói cái mà tập khởi và đoạn diệt tham sân si. Nếu ai tập khởi tham sân si, nếu cảm xúc với lạc thọ mà quan hỷ tán thán trú ở ai trước thì tham tỳ miên sẽ tỳ tăng, và ngược lại thì tham tỳ miên không tỳ tăng thì cũng sáng tỏ thôi. Và nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn than gian than khóc đập ngực rơi vào bất tỉnh thì sân tỳ miên sẽ tùy tăng, mà ngược lại thì sân không tùy tăng. Còn cái thứ ba này coi chừng, cảm xúc bất lạc có khổ thọ mà không như thật biết, cái này là phải biết mà quan hỷ thì mình đi tham trước, cái này là không như thật biết.
thì vô minh tỳ tăng, sẽ vô minh thì miên sẽ tỳ tăng. Còn ở dưới này thì nếu như thật biết thì vô minh thì miên mới không tỳ tăng. Thì chúng ta có thể trả nó ngược lại, thì cái dưới là đoạn diệt tham sân si khỏi nói, thì ngược lại mà thì cũng được, nó có cái sáng tạo đó nó hay. Nhưng mà sáng tạo ở phần đầu thì tôi không chịu. Đừng có làm bài bài kỳ quá. Ở đây rồi, tao không biết nói cho ông Sư Can ông ngon, ông thay thế cho Phật ông giảng cái bài này. Nhưng đó thì cổ à, chứ không phải tôi à. Thì cổ muốn làm Phật đó, Phật là Phật bà. Thì tôi là tính đề nghị của cậu đầu luôn ở đây. Đang có một cái pháp hội này nó rung động một chút. Tức là nó hơi pháp hội này thì nói đúng là tôi thì hơi nghiêm, thằng nói yên lặng quá, phải có ông gì đó, ông gì Bình Tịnh Độ hay là nó ngày nào không thấy ông về, ông gì ông ơi, ông cũng lý lắc đó, ông cũng là vô pháp hội là nó xung sao pháp hội, làm cho pháp hội nó hứng khởi hơn. Tôi thì tôi không có cái khả năng đó, thì tôi chỉ giảng cho quý vị thôi. Vậy thì như vậy là đã xong đó. Kỳ tới quý vị trả bài, rồi quý vị coi lại cái bài kinh 66 nha. Thì tôi nói là cái chỗ là mắt sắc trần nhãn thức, thì ở đây nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức nó thuộc vào ngạ quỷ. Tức là một trạng thái lờ mờ, hay chúng ta nói là hỗn độn. Mà hỗn độn thì làm gì có con mắt, có sắc trần, nó chỉ là hỗn độn thôi. Nhưng mà có nhãn xúc vô thì con mắt nó rõ ràng. Còn ý căn ở đây cũng vậy, pháp trần ý thức thì ở đây cũng là hỗn độn. Làm cái gì mà có cái óc, có pháp trần, nhưng mà khi có ý xúc vô thì bắt đầu có cái ý căn. Ý căn đây chứ không phải là cái óc. Còn ban đầu đúng ra phải viết là cái óc với pháp trần phát hiện ý thức. Cái óc thì chưa có dây thần kinh. Còn ý căn đó thì nó không phải là không có cần căn, nó chỉ cung cấp, nó là tâm mà, cung cấp chất liệu cho ý xúc. Thì ý xúc mới cải sửa cái pháp trần này. Pháp trần đầu tiên đó là nó cải sửa sắc thinh hương vị xúc thành ra rõ hơn. Chứ nó không phải là cải sửa, mà nó lắm giống như cái kiến lúc vậy. Cũng như cái đầu tiên đó là con mắt với sắc trần nhãn thức. Nhãn thức làm cho sắc trần này rõ hơn. Thành ra tôi mới nói là sắc trần đây là có vật hay không vật, còn vật gì thì không biết, quý vị để ý chỗ đó. Còn cái thinh trần là có tiếng hay không tiếng, còn tiếng gì, tiếng chim, tiếng người ta thì không có, chỉ là có tiếng thôi. Vì nó là một trạng thái lờ mờ mà. Lờ mờ thì làm sao có tiếng người ta, tiếng chó sủa, tiếng chim kêu, không có. Còn hương cũng vậy, có mùi, mùi thơm, mùi thúi, không biết. Thì quý vị phải nhớ hôm trước tôi có giảng, quý vị tôi muốn giảng kỹ nữa, để quý vị biết là sắc thinh hương vị xúc đầy không có, không có thật, chỉ là một số hỗn độn thôi. Thành ra hôm trước đó con qua tâm nó hỏi tôi, rồi vậy chứ là sắc trần này từ đâu mà có? Thì hỏi có nguyên nhân đầu tiên đấy. Thì quý vị thấy câu này cũng hay. Rồi tôi tính cạo đầu nó, tôi nói là về hỏi sư phụ á. Rồi sau tôi thấy nó tha thiết rồi tôi mới nói, thì tất cả những cái này phát hiện từ A Lại Gia, tức là từ vô minh. Như vậy A Lại Gia là vô minh hả? Chúng ta thấy A Lại Gia không phải vô minh, mà cũng không khác với vô minh. Cái chỗ này tôi thường giảng rồi. Thành ra chúng ta sau này chúng ta phải qua thập nhị nhân duyên. Là vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, tử, hữu, sanh, lão, tử. Mà từ xưa giờ các nhà học giả giảng tùm lum, mình không nắm được. Qua bài kinh 66 chúng ta thấy rất sáng tỏ. Chúng ta tưởng đâu là khi đắc quả la hán vô minh phải mất, không có vụ đó đâu. Còn nếu vô minh còn thì làm sao gọi là A-la-hán? Chúng ta quên đạo Phật không có từ chối cái gì hết. Thành ra đạo Phật nói là duy vật là sai, mà không phải ly vật là trật. Đạo Phật không có bác duy vật. Nói đạo Phật là duy tâm là sai. Đạo Phật không có chấp nhận duy tâm, mà cũng không bác duy tâm.
Đạo Phật là tất cả. Tất cả đều phát hiện từ cái Niết Bàn tịch tịnh. Nhưng mà Niết Bàn tịch tịnh là chỗ sanh ra tất cả và chỗ trở về của tất cả. Như vậy thì từ địa ngục tới phi tưởng vẫn có. Nhưng mà đừng dính mắc thì thôi, chứ đâu phải là bác bỏ. Thành ra vị Ba Hán là không bác bỏ tam giới. Nhưng mà như vậy rồi chưa xong, phải làm bộ dính mắc. Tôi dừng cho làm bộ thì nói khó. Cái này mới qua tới Bồ Tát Như Lai được. Còn vị La Hán là không dính mắc tam giới, chứ không phải là đoạn tận. Là chúng ta cứ cái sâu sót này chúng ta tìm hiểu lầm. Là do giải thoát, hiểu biết rằng ta đã được giải thoát, và tuệ tri sanh đã tận, phạm hành đã thành, việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này. Không còn trở lui tức là không còn dính mắc trạng thái này nữa, chứ không phải là không còn trở lui tam giới. Vẫn ở tam giới mà không dính mắc, mà đại thừa còn không chịu nữa. Không dính mắc mà phải làm bộ dính mắc thì cái này mới là qua Như Lai được, tức là tùy thuận đấy. Thì quý vị coi là chúng ta từ hiểu lầm tới hiểu lầm. Các nhà học giả giảng kinh này đa số là trật nhiều. Thành ra tôi muốn quý vị có con mắt trật pháp, để sau quý vị đọc kinh quý vị sẽ hiểu được. Còn tới cái lầm lạc của tứ năm truyền cái nữa, rồi cái lầm lạc của năm thiền nữa, tứ thiền đó mà nếu để tầm sát riêng là năm thiền nha, thì quý vị phải hiểu chỗ đó. Vậy thì thôi, thì tôi nói về kỳ tới tôi giảng lại và tôi đi sâu hơn chút. Mỗi lần chút bị vừa có 45 phút à, thì tôi không giảng được nhiều được. Mỗi quý vị còn muốn cần phải trả bài nữa nha. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi còn chúc quý vị cố gắng học bài nha, để chúng ta cùng với toàn thể pháp giới giảng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.